Chúng tôi, những cán bộ dân vận đến từ quận Bắc Từ Liêm rất vinh dự được đại diện cho 187 tổ dân vận trên địa bàn quận để tham dự hội thi ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng tập thể hội thi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa đoàn hội thi, quận Bắc Từ Liêm có 13 phường với diện tích là 43,35 km², dân số là 364.684 người. Đảng bộ quận có 72 tổ chức cơ sở đảng với 14.400 người đảng viên, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 98,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,3%. Liên hoan chào thi đua dân vận khéo, mỗi cán bộ dân vận thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, bám sát phương châm sâu sát, phù hợp, thực chất, đồng thuận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Góp phần quan trọng, nắm bắt từ xa, từ sớm, khi từ đó phản ánh báo cáo đến các cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với nhiều mô hình dân vận khéo thuộc các nhóm lĩnh vực, mô hình tổ dân phố văn minh, an toàn, tự quản, giải phóng mặt bằng, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn quận. Trong những năm qua, nhiều mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm đã được thành phố tặng bằng khen. Việc đăng ký mô hình điển hình dân vận khéo năm 2024 tiếp tục được duy trì và phát triển với 424 tập thể và 116 cá nhân đăng ký mô hình dân vận khéo. Nhân dân 199 tổ dân phố tích cực nhiệt tình hưởng ứng tham gia, bằng nguồn xã hội hóa đã huy động hàng chục tỷ đồng để mua sắm, nâng cấp sửa chữa hệ thống đường làng ngõ xóm, mua sắm các trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng và lắp đặt hàng nghìn camera an ninh. Năm 2024, nhân dân quận Bắc Từ Liêm vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 2, nhiều năm liên tục được tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Bắc Từ Liêm nguyện đồng lòng, tích cực tập luyện, chờ mong từng ngày. Hôm nay hội tụ về đây, chúng tôi xin được giới thiệu đội thi. Tôi là Minh Kiến, nhà giáo nghỉ hưu nhưng vẫn rất yêu công tác dân vận. Còn tôi Vân Anh, cô giáo mầm non, tham gia nhiệt tình công tác địa phương. Tình hình thân thiện, tôi Nguyễn Sĩ Quân, tổng vụ trách đội tiên phong gương mẫu. Còn tôi Văn Nghiệp, bí thư chi bộ, dân vận đi đầu, dân yêu dân quý, tâm huyết trách nhiệm cán bộ phụ nữ, đó chính là tôi, tên gọi Minh Thúy. Tôi là Kiều Hồng, cán bộ thanh niên đạt dân vận khéo liên tiếp nhiều năm. Còn tôi đội trưởng tên Hà Trần Trung, quan tâm thấu hiểu đến mọi người dân. Công tác dân vận hôm nay được ươm mầm mãi từ ngày xa xôi, những ngày đất nước nổi trôi, công tác dân vận biển trời biển không, nay từ sâu khắp non sông, dân vận của đảng gắng gao luyện rèn. Quê tôi quận Bắc Từ Liêm, đi sâu lời dạy cụ Hồ Chí Minh. Chúng tôi đến hội thi ngày hôm nay mang theo tinh thần giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cùng với các đội bạn, cùng với đó là thông điệp trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo, dân vận thành công. Đến với dân vui buồn phía sông, dân đói dân no ta cùng chia sẻ, các bộ dân vận phải xứng đáng với dân, dân tin dân yêu.